Kính chào quý vị và các bạn trở lại kênh Sửa Chữa Đồng Hồ Đức Thắng. Hôm nay chúng ta cùng đến thăm một cụ bà ở thôn Mỹ Giang, xã Thang Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Cụ bà năm nay là 106 tuổi. Các bạn có thể thấy là nhà văn hóa của thôn Mỹ Giang, nơi mà cụ bà đang sinh sống. Bây giờ chúng ta cùng đến nhà bà cụ để thăm cụ và cùng trò chuyện với cụ. Nhà văn hóa của thôn Mỹ Giang mới được khánh thành, rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhà cụ để cùng trò chuyện với bà cụ. Năm nay là 106 tuổi, một trong những cụ cao tuổi nhất Việt Nam hiện nay. Chúng tôi vào nhà nhưng mà gia đình đi vắng cả, có mình cụ ở trong phòng. Cụ ở với người con gái đang đi làm đồng. Không biết ai nè. Nó đi. Quân Lường đây. Hay. Mẹ quân cho Quân Lường. Con chỉ chạy đi xuống đây nha. Hả? Ăn chạy đi xuống đây nha. Vâng, thì cháu cũng bận lắm. Bên này cháu chúng cháu chơi với Quân này. Cháu với thằng Quân cháu. Thằng Thắng á. Thằng Thắng với đầu ông gần gì á. Chúng xuống cái đây trông á. Đúng nè. Đúng rồi đó. Cái hồi vừa dưỡng đây cháu xuống đây trông đó. Hạt cũng hai người quân xuống đây cháu xuống đây trông mà. Đàn trâu cái sao thì muốn cho bộ đàn trâu cả để mẹ con trâu đó. Đàn trâu để trâu cái lên vỏ cái cần đó vua. Đàn đàn trâu cái ví dụ như thế. Thế rồi tôi về trâu cái lên vỏ trâu về trâu cái lên vỏ. Trâu đàn trâu. Ôi chào. Quân nhà 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 con Nam đó chứ. Thắng cho con Nam đó chứ. Nam Lường đó chứ. Ngày xưa là bà con người bà Lường mất rồi còn cá mất cả ông mất cả rồi vâng. Ông Lường cái cần mà thì sẽ đến mai là bắt á, vâng. Bắt mình trông bắt đi liền kia, bắt cái lại cũng nó gọi nghĩ sao lúc, ấy đến lại đạn, anh lại điện lên công vừa, anh có người người yếu mà đi ngồi ở ra, chứ đừng bị đúng bạn, cái hội bạn ngồi đường bạn lai, đi xe ô tô, đúng xe công nông mình xuống đây, công nông luôn, công chờ, anh đi về rồi muốn đi chờ mình yếu rồi thôi. Cho vô thăm tiền đi chùa cũng ngọc lắm đó, vô thăm tiền đi. Vâng, nhân tiện thì cháu hắn có xe về chứ. Mang xe về đứa đó lại đu xuống thăm ua, đứa rồi thăm được mấy bữa rồi bố cháu ốm chứ. Ốm mãi bữa trước rồi đó chứ. Vâng. Cái cử nó là gì, với khỏe là với xuống đây đó. Vâng. Xuống đây rồi lại về là đi ốm lần thứ hai đó. Vâng. Bố cháu là huyết áp cao. Trước sau chứ xuống sẵn chứ mà trước sẵn chứ kiểu ông lừa có xuống đèo thì hắn ngồi thì hắn như thế chú cậu ấy đẹp chứ kiểu thì ông lừa gọi về mà chưa hỏi chứ ông lừa có xuống chứ anh nay qua ăn được cái gì mua thì ăn bữa này hồi cơm ba đời ăn đất ra ăn uống được uống sữa không hả uống sữa không không chứ đâu không uống không uống cái gì cần cho chua về cũng không uống. Ồ chú ra uống cái khi gì thì bò để mà chua con cái gì hết uống chua hết chua cần tập nặng anh chứ cha chú ra chua anh cũng chua chứ mà tao không đem về cho mẹ mày uống chứ ủa không thì không uống mà tao không uống chứ chứ răng lại không uống uống cái mắt của tao không uống cái con răng tao bao nhiêu cái ngọt là trời đâu có ăn không? Cái đi không ngọt à nó không ngọt nhưng mà từ cái ngọt là không ăn cái chua mới trước trần cứ ăn nhưng mà hôm nay cái đau thần kinh rồi không thấy ăn nữa biết là chứ trời không mắt không mở đâu á cái mở thì con có thấy cái gì mà có thấy cái gì mà mở mẹ cháu đi ta có thấy mà mở cho mẹ cháu mà trước đứa trần nhắm chút thì chứ có mở được mua mà mỡ cũng không thấy thì không thấy mà biết mỡ không thấy mà mỡ phải rướn cố gắng ra ăn mũi mắt
Thôi nhúng quách vừa rồi đi. Mẹ cháu không đưa đó. Mẹ cháu không đưa tổng thần con Thanh đấy. Con Thanh đấy chết mấy đứa rồi. Con Thanh nha, con Thanh từ hắn thiến ba đứa con. Đứa con nhà bác có vợ, có chồng, có cô cháu cả rồi. Hắn có Nam à? Hắn thiếu ngoài Bắc ăn con, hắn làm việc ở ngoài Thanh Hóa á. Hắn chứ ra đến giữ con đốn có hay về được mô. Hai thằng được hai đứa con đốn giữ hai đứa cháu đốn không về được. Dưa đó bà, cái ở trước này hắn ba đứa con đó. Vâng, ba đứa con. Chợ đó hắn muốn ba đứa con đó. Đúng người ta nhớ dài, ba đứa con. Cô, hắn xuống được một tiếng ra rồi, hắn còn xuống được. Hắn cũng bận lắm thì thôi. Xuống cái nghề chiều hắn là còn trốn chứ chứ. Vâng, cái bà hắn chết lâu rồi. Bà già chết bà lâu. Bà Trúc à, vâng. Bà đến, ừ, vâng, cô lẽ đến gần 30 năm rồi ạ. Mà tao không biết sao là tao thấu cũng khổ. Chứ con này mấy, uống hơn trăm chơi. Tao hơn trăm rồi còn chứ. Tao đó là, tao muốn tao khổ lắm nhưng đi. Cái lộ mà bà thì tao đó là mất mùa. Tao giữ hoành cũng la, tôi chết cũng la. Thì giữ ngày xưa, chứ mới lần, lụt trời lên nhà cháu. Ai cũng đưa, chứ giữ tao khổ nhất rồi, để quả đồ cô chú, chứ tao làm nhớ. Quả đồ cô chú, ông cô chú đến là, ông mất 40 năm này rồi. Chết lâu rồi, nhưng mà ông còn chú với ông là, ông như khen luôn. Cái của tôi mới rằng bạn khổ thứ bài, cũng sống được mấy bạn khổ thứ. Đằng sau cái này, ông làm nhớ ông. Ông có chú nữa, chú hỏi sao chú nữa. Vâng, rứa mà chờ các ông nữa, các ông nó chết cả rồi chứ. Ông mà không biết ông, tao không phải thầy muốn. Thầy muốn. Chồng thấy cái cuốn trên khổ rứa. Thầy vắt người vắt là mới sống dài đâu à. Bảy anh em mà chờ còn có ua với ua dẫn thôi đó. Chưa? Dẫn chứ chết rồi còn. Ua dẫn nhà ta, ua dẫn ạ. À, nhà con chạy quản đường con tháo. Con bảo chết rồi còn con tháo. Đang nói là em con tháo cũng chết rồi. Ua dần nè, ua dần nè, em ua ạ. Chứ chẳng chứ bà mà bà. Bà dẫn á. Bà rộng làm của hoa thì chết. À, bà bầu, bà bầu. Bà làm xỉa. Bà làm xỉa của anh không? Của anh chứ. À, chứ bà chồng chứ hối quần không nói cho một khu thật. Ua dẫn chê. Ua dẫn thì đang sống mà thằng dẫn thì chết rồi. Nên có bố cái cháu được bà ở đây con bà ở đây lấy con được cháu cứ sinh như mồ vợ thằng dẫn nè vợ dẫn là cháu bà ơi bà cháu thắng này cháu thắng để cháu hỏi bà thì chẳng gì nó hơn trăm tuổi chứ cháu trăm lẻ bốn tuổi rồi chị vâng trăm lẻ bốn tuổi trăm lẻ bốn hả à thế à bà chồng chưa chết được ông không chết được sống được khổ chứ sinh năm bao nhiêu mà bỏ 104 chứ nằm một đời nó mà khổ lắm đi đôi tao thích đi bàn như vậy đi cái khứ tao đang sáng mắt cái tao là không lúc buồn gì hết mà cái gì thì đau chứ tao thành kinh là đau đai tràng tao thành đàn chữa lắm thuốc lắm đó thống mình cũng trốn chứ mà cứ còn ông nói dùng cô chú nữa nó chứ mà sống được không sinh sống là rằng mình sống được ở cô ơi cô ơi cháu hỏi này cái nhà cô được mấy anh chị em ông cô nhà mình sinh được bao nhiêu người con có nhớ không nhớ chứ nói gì vậy kể tên coi kể tên nào đầu tiên là ông Tụng à hay ai thì một mơ thì mình sinh ba thôi anh em nhiều cái cá rồi còn chưa có cháu rồi nữa chưa còn cháu chát rồi ừ. Còn cháu chát cái còn chàng tuổi với tao gì ta còn như ai nữa chứ còn nhớ ai kể tên nào ta còn đại chứ gì về còn cháu còn nhớ ai kể tên cho nghe nào cái con chàng chú con thằng Tư và con Nhẫn hai con lừa con Máu thằng Tư là con Máu thằng Tư với thằng Trinh thằng Tuấn thằng bốn thằng con và con Máu thằng chú còn bốn con con Máu còn con như con Giáng con chẳng cũng dáng chẳng cha biết còn mấy đứa con chẳng đằng nó cũng trong nam thành vâng con chẳng đằng gì ở nhà rằng anh đã con chẳng đằng nam một trong nam bốn đứa một trong nam con chẳng đằng con đứa con chẳng đằng còn bà là ngoại chết lâu rồi bà là ngoại chết nhiều khi tao đằng tiền bắt tao vô đưa chứ gì đỡ mấy bữa là tao phải ở trong đây
thằng cô lên thằng cô anh cho vợ cái thằng bạn nó cũng chết rồi chết tâm thì thằng cô ấy rồi vâng thằng bạn cho cô chị dính đó wow. À thằng quản cho đi bầu á thằng là cô đi bầu đó cũng chết rồi chết bắt quân bầu đó cái thằng bạn đó chờ quân có quân nghỉ cái quân hiểu con hiểu đâu ở Đồng Tham á vâng con hiểu ra vợ cả chồng của đứa Đồng Tham đó vâng thì con nghĩ chẳng như con nghĩ ở nhà với thằng Trung. Vâng. Thằng Trung với con nghĩ chứ còn hai đứa ở nhà nữa. Vâng. Còn ai nữa không? Cái con nhà ông Dân, ông Dậu. Thì con Dân, con Dân, con Dân thì thằng Nhấn. Ừ. Thằng Nai. Dạ. Với lại hai đứa trên núi rồi đây. Vâng, Linh Bang. Với lại thằng Bình. Với lại thằng Bình nhớ quay ra. Hiếm thơ như thế. Vâng. Mình là hiếm thơ nên có cháu rồi. Vâng. Thử về đây dân vừa, anh của tôi cũng đã dân vừa. Anh có cháu rồi, ta đưa hiếm thơ đấy. Vâng. Còn con nhà ông Dậu. Con đường con đi hết. Con nhà ông Dậu. À, con cậu giàu chứ, cậu giàu là đi là con lường chứ đi đây chứ lấy. Vâng, lường. Là con trốn, cậu giàu. Rồi chờ cho những thằng bằng ừ. Thằng bằng cũng được ba đứa con quần của cháu rồi phải vâng. Hai thằng với quần vâng. Thằng bằng thì lấy được hai thằng với quần cũng quần các gia đồng cả chuỗi ra đi cũng đồng 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 vâng đã giờ xong thằng chúa các chồng cái gia không từ hơn trăm người cả cái tòa cái quả là ừ. Cái làng này lại là chúng còn có chồng sống với bà uống sữa nha cho đỡ khát nước nha. Đấy. Sữa nha, uống sữa mát không phải là sữa có đường đâu, sữa này không có đường. Sữa mát không được gì. Tao chưa mất biết bao nhiêu giờ thuốc nó không được cái gì. Ừ. Ồ, 90 tuổi rồi mà không thấy ra là. Cái khi không thấy là 90 tuổi rồi. Cho lấy sữa cho bà uống nha. Không. Không uống à? Không uống được. Tí bác gần về không uống thử chỉ có được cái gì ăn chứ chưa uống thử. Ăn bánh nha. À, ăn cái bánh còn cuốn thôi rồi. Vâng. Nếu còn không uống thử. Lần sau cháu mua bánh cho. Muốn ăn ừ. Cái gì? Mẹ ăn bánh nha. Ăn có ăn một cái bánh gì? Vâng. Để mà cháu đi tiêu cái gì thì tiêu. Bà mời bánh đi. Bánh. Bánh gì bánh ngọt à? Bánh không ngọt mấy đâu. Bánh bình thường. À. Đấy. Bầm đi. Cứng đi ăn đàn. Cứng à? À để cho con mầm mầm được á được đấy dần dần đấy không không nghĩ là không chăm chỉ rồi gan từ từ rồi nhưng mà thì mai rồi mẹ thành cứng lại chứ còn không ăn với ngài bệnh luôn đây là mừng đại thọ của bà bức trướng mừng đại thọ mẹ bà cố Vũ Thị Vân vui xuân tuổi 100 các con cháu của bà đây là năm 2016 là năm nay 2022 là 6 năm đó là cụ năm nay là 106 tuổi có thể nói là một cụ nhiều tuổi nhất vào cái hàng nhiều tuổi nhất Việt Nam hiện nay cụ do các bạn vừa thấy là cụ nói chuyện rất là minh mẫn các con các cháu của anh em đấy của cụ là cụ nhớ hết đọc tên từng người và mỗi người mỗi gia đình được bao nhiêu người con cụ đều nhớ hết. Các bạn có thể thấy một cụ bà ở xã Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa. Một trong người bà cụ nhiều tuổi nhất Việt Nam hiện nay, 106 tuổi. Đặc biệt là cụ rất là minh mẫn. Yêu cái gì thì mấy giờ kệ mấy giờ chứ. Mình... À biết đi bây giờ thì mình biết ra được. Ờ thì đưa việc của chị, tối rồi chị về.
Giờ có đi chơi không? Cháu chở đi chơi đi. Đi thăm bà Dẫn đi, đi chơi bà Dẫn đi. Mô. Đi dưới trang sao cái dừng đi này. Sao cái gì? Bên đây này, phía bên này. Chứ đâu mà sao mua bố chân tôi được. Bố chân tôi rằng nếu đủ. Không, tao chứ bỏ đi trong dài gì này. Mát thì không cay, chứ bỏ đi dài này. À thế à? Thôi chớ có bỏ đi chạy 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 đi. Anh là phải ngồi lên đi chứ. Ờ phải ngồi lên chứ, ngồi lên nụ. Thì những chỗ này các cháu đi đi đến thăm qua được chứ, thì chưa cố gắng ra ăn uống thì cho khỏe đi rồi về rồi sống với chạy với cho các cháu tôi vui. Hôm nay là ngày 21 tháng chạp, chỉ còn khoảng 8 ngày nữa. Năm nay là tháng thiếu cho nên mà không có 30 Tết. Vậy là chỉ còn 8 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. À, thằng Tâm, đầu thằng Tư cũng chú. Vâng. Rồi con Dinh, con Dinh là con nhà con Dinh, con Bảo đó. Đó là con đầu nhà con Bảo đó. À vâng, là con Chín đó. À. Vâng. Ừ. Đó, thì con thì con Chín là đến con Trần. Vâng, đúng đó. Con Chín này. Con Chín là đến con Trần. Rồi đến thằng Trương. Ừ. Vâng nhà. À. Thằng nào qua biết. Quỳnh đôi như. À đúng rồi đó. Ừ. Thì hả, hôm nay vô trong Nam biết các cháu rồi. Thằng Tín, vợ chồng thằng Tín vô Nam mới nữa rồi chạy cũng ở luôn trong nữa. Ôi, cháu xuống chơi không? Có người đến cái đài không? Không, cái đài đâu không nghe không? Không, cái gì gì? Bên dưa lấy chồng của mình làm trường chơi. Ừ, vậy hả? Chồng mình làm trường ra hai đứa. Con chẳng cái con đi làm trường hai đứa cũng đau cả rồi. Còn đứa hai đứa con bên dưa một đứa. Đau lưng á? À, một đai thằng con bên một đứa đó, một thằng ở Hà Nội. Một thằng hai đứa gì ở trong Nam. Ờ. Thì đứa thì chờ các tôi vô đi cháu về cha cháu về lại thì dạy cháu gì cho cha đây cha ăn đâu đừng nước cách yêu ăn đâu nước cái chi rồi tí nữa chạy về rồi chạy nấu cơm qua ăn chắc. Quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến thăm một bà cụ cao tuổi và bậc nhất Việt Nam hiện nay, và sinh năm 1916, năm nay 2022. Bà cụ năm nay tròn 106 tuổi. Con mình thấy là cụ con mình cụ thằng Nam đấy là mắt tôi còn đang còn bảo vệ da dĩa rất hồng hào. Thằng bằng thằng Liên. À, quý vị và các bạn xem clip thấy clip hay hãy ấn nút đăng ký cho Đức Thắng, và Đức Thắng cũng rất trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trên mãi đây à, không thắng được à, kênh sửa chữa đồng hồ Đức Thắng mới có hơn thời gian tuổi qua đầu gối này đau rồi. Thêm năm mới chúc mọi người mọi nhà thôi đừng bỏ ra nữa, không được rồi, chuẩn bị bước sang năm mới, đầu gối đau hồi sớm mới 106 tuổi mà đầu gối đau đi thì mình răng được cấy thì chả đi cấy, đi cày không đi cày chứ nằm nhà chơi đấy. Gặp lại quý vị và các bạn trong những đi cấy được không tiếp theo. Thật sao thông là cháu khổ chứ có được cái gì đâu, yêu bà được. Khổ chi, đắp chăn cho ấm này, có uống nước cho lấy nước nha. À. Uống nước nha, nước gì đây? Để cho con nước gì nào. Cháu uống dạ, cháu cứ đi. Khi cháu đi được mà cháu có đi được nữa mà. Bắt đi xe cho cháu uống đi, chứ mà. Thế khi cháu liệt lắc nhau cho đi nữa, cháu không đi nữa. Tết này đi chơi. Tết này đi chơi chuyến. Có ngộ. Chẳng phải tính những đứa bộ trong Nam bằng mương thì cháu không đã biết được.
đi nhà quần hào đó. Nó đi nhà nhà quần hào mà anh chừ anh lấy cái thằng đi cũng được bốn đứa con, được con chuồn con cháu rồi còn nhiều cho anh mà đi đâu đây 106 tuổi mà đấy xin bánh ăn đây quá anh ăn hai cái ăn hai cái rồi giờ thêm cái nữa này. Thằng con nhà cậu này lấy con trong miếng cành lấy tao miếng cành à nhớ hết thôi à, lấy con trong miếng cành con yên lên đấy là hạ được hai đứa lớn cưới vợ chưa cưới vợ hết rồi cưới vợ rồi mà ở đây bên dưới nhà anh đây ăn đi ăn cái bánh thứ ba rồi ăn đi